Thủy Vân hứa hẹn sẽ là cung đường du lịch 5 sao sôi động nhất Vũng Tàu. Thành phố Vũng Tàu sẽ phát triển một cung đường du lịch biển đẳng cấp được giới hạn bởi trục Thủy Vân, Thi Sách, Chí Linh. Khu vực này sẽ được đầu tư nâng cấp hạ tầng và có được quy hoạch để phát triển cụm du lịch, nghỉ dưỡng có quy mô lớn với hàng trăm các resort, khu phức hợp giải trí, căn hộ du lịch và khách sạn 5 sao. Không chỉ là trục đường ven biển đẹp nhất của thành phố, Thủy Vân hiện còn sở hữu hệ thống tiện ích du lịch đẳng cấp như tuyến cáp treo, bến tàu cao tốc Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp bất động sản lãi lớn sau nửa đầu năm đa phần nhờ chuyển nhượng. Nửa đầu năm, đa số doanh nghiệp nhà đất ghi nhận tăng lãi nhờ chuyển nhượng dự án. Dự báo 6 tháng cuối năm, chính sách siết chặt quản lý bất động sản sẽ dẫn tới thiếu nguồn cung cho thị trường, khiến giá bất động sản có thể tăng nhẹ. Nhà ở, dịch vụ dành cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp sẽ có cơ hội phát triển. Các khu vực có lợi thế về du lịch và hệ thống giao thông thuận tiện, có kết nối bằng đường hàng không như Phú Quốc, Quảng Ninh, Khánh Hòa tiếp tục phát triển mạnh về bất động sản nghỉ dưỡng. Thành phố Hồ Chí Minh khan hiếm văn phòng cửa sáng cho Officetel khu trung tâm. Trong 6 tháng đầu năm, giá thuê văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao, tỷ lệ lấp đầy đạt 97-100%. Riêng thị trường Officetel lại không có thêm nguồn cung mới, giúp cho hoạt động sang nhượng thứ cấp thuận lợi và tăng giá tốt. Việc cho thuê Officetel đang mang lại lợi nhuận và khả năng hoàn vốn cực nhanh đối với người đầu tư do giá thuê mềm, diện tích thuê nhỏ, phù hợp với đại bộ phận các doanh nghiệp mới có nhu cầu tìm văn phòng đại diện tầm trung. Huyện Hoài Đức, Hà Nội có thêm tuyến đường mới rộng 40m. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đường vành đai 3,5 đến đường liên khu số 2 nối 3 phân khu S1, S2 và S3 thuộc tuyến đường nối đường 70, khu đô thị Vườn Cam, Sơn Đồng, xã Vân Canh, Lai Yên và Song Phương, huyện Hoài Đức. Chiều dài tuyến đường theo phê duyệt là 2,9m, mặt cắt ngang điển hình rộng 40m, hai lòng đường chính rộng 2 x 12m, dự kiến sẽ có làn đường riêng dành cho xe buýt. Tiếp tục nở rộ tình trạng phân lô bán nền kiểu lúa non. Một năm gần đây, xu hướng bán hoặc huy động vốn tại các dự án phân lô bán nền trở nên khá phổ biến, điển hình như tại Hòa Lạc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên. Hầu hết các dự án này đều huy động vốn khi chưa làm xong hạ tầng, giá bán phổ biến trong khoảng từ 6 đến 12 triệu đồng một mét vuông. Người mua sẽ đóng theo tiến độ làm hạ tầng. Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát hiện tượng này. Cần thêm 700.000 căn hộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở trên cả nước. Theo tính toán của Bộ Xây dựng, tính đến năm 2020, có hơn 1,7 triệu người tại khu vực đô thị trên cả nước gặp khó khăn về nhà ở và 1,7 triệu công dân có nhu cầu ổn định chỗ ở. Phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở bình dân với mức giá dưới 25 triệu đồng trên 1 mét vuông chiếm 70-80% nhu cầu, nhưng nguồn cung lại đang rất thiếu, vì thế cần xây dựng khoảng 700.000 căn hộ mới có thể đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trong tương lai.